Quyển 42, Linh ứng khi trả tỷ, phẩm thứ 3. Bây giờ tất cả nam nữ trong thành Câu Thi Na đều rơi lại khóc thương, không biết phép tắc trả tỷ thân Như Lai như thế nào. Liền hỏi ngài A Nan, Như Lai đã nhập Niết Bàn, vậy nên theo phép tắc như thế nào để trả tỷ thân Phật? Lúc ấy Đế Thích liền thuật lại đầy đủ những lời Phật đã dạy trước đó, bảo mọi người rằng cứ theo lời Phật dạy thì hãy theo phép trả tỷ như đối với Chuyển Luân Thánh Vương. Bấy giờ nhân dân trong thành Câu Thi Na đều than khóc thảm thiết, suối lệ tuôn tràn, kéo nhau vào trong thành làm ngay một kim quan trang nghiêm bằng 7 món báu, lại chuẩn bị 1.000 tấm lụa trắng đẹp quý giá nhất cùng vô số hoa đâu la loại mềm mịn tốt đẹp nhất. Ngoài ra còn có vô số chiên đàn trầm thủy loại tốt nhất, trong 1.000 muôn thứ hương thơm hòa trộn, các loại hương bột hương nước, đủ các thứ lọng che bằng lụa cờ phướn hoa hương. Những phẩm vật ấy nhiều như mây trôi choán đầy bầu trời, chất cao thành đống như núi Tu Di. Chuẩn bị đầy đủ như vậy rồi, mọi người đều bi thương rơi lại, cùng nhau đi đến chỗ Phật bày biện phẩm vật trước thân Như Lai, rồi không kìm nén được sự đau thương nghẹn ngào, cùng cung kính dâng lên cúng dường. Lúc ấy tất cả nhân dân và đại chúng trong thành Câu Thi Na càng thêm đau thương nghẹn ngào rơi lệ, lại mang vô số hương hoa phướn lọng và đủ loại phẩm vật cúng dường nhiều như mây choán đầy bầu trời, cùng nắm tay nhau đống ngửa khóc than nghẹn ngào rơi lệ. Nỗi đau thương chấn động cả thế giới đại thiên. Họ cũng đưa các phẩm vật đến trước thân Như Lai, bị thương đau xót dâng lên cúng dường. Bấy giờ đại chúng nghẹn ngào không nói được thành lời, thầy đều đem hết lòng cung kính sâu xa, mỗi người đều dùng lụa trắng mịn bao quanh tay, rồi đưa thánh thể Như Lai nhập kim quan, rót đầy dầu thơm vào, nắp quan tức thời tự nhiên đóng kín lại. Lúc ấy nhân dân nam nữ trong thành Câu Thi Na đều có lòng tham phước lành, muốn dành hết công đức cúng dường Như Lai, nên không để cho chư thiên đại chúng và tất cả những người khác cùng đưa kim quan của Phật đi. Họ bàn nhau cử ra 4 vị lực sĩ tráng kiện, sức mạnh vô song, cởi bỏ hết những đồ trang sức như chuỗi ngọc áo ngoài, rồi quyết lòng tự đưa thánh quan Như Lai vào trong thành để cúng dường. Nhưng dù họ đem hết sức bình sanh cũng không nhấc nổi thánh quan lên. Lúc ấy người trong thành lại cử ra 8 đại lực sĩ cùng đến chỗ thánh quan, cởi bỏ áo ngoài tận lực cùng nhau khiêng Phật quang. Nhưng dù họ đem hết sức bình sanh cũng không nhấc lên nổi. Người trong thành Câu Thi Na lại cử ra 16 vị đại lực sĩ cùng đến chỗ thánh quan, cởi bỏ áo ngoài tận lực cùng nhau khiêng Phật quang, nhưng cũng không sao nhấc lên nổi. Bấy giờ ngài A Nan Luật bảo các lực sĩ rằng, cho dù tất cả nhân dân nam nữ lớn bé trong thành để hợp sức cùng nhau khiêng thánh quan Như Lai để đưa vào thành cũng không thể nhấc lên nổi, huống chi các ông lại có thể nhấc lên được sao? Các ông nên nhờ đến sức của đại chúng và chư thiên cùng trợ giúp các ông nhấc thánh quan lên thì mới có thể đưa thánh quan vào thành. Ngài A Nan Luật còn chưa dứt lời, Đế Thích đã cầm lọng lớn rất đẹp bằng 7 báu, vô số hương hoa phướn lọng âm nhạc cùng với chư thiên đều buồn khóc rơi lệ, từ trên không trung cúng dường thánh quan. Lần lượt chư thiên 6 cõi trời thuộc dục giới, cao nhất là chư thiên cõi trời tha hóa tự tại, và các vị chư thiên thuộc sắc giới đều cúng dường thánh quan giống như Đế Thích. Lúc ấy lòng đại bi của Đức Thế Tôn bao trùm khắp cả, vì muốn cho mọi người trong thế gian đều được tâm bình đẳng, được phước báu chẳng khác gì nhau, nên tự nhấc thánh quan từ giữa rừng Sa La bay lên hư không, cao ngang tầm một cây đa la. Vì thế tất cả nhân dân trong thành Câu Thi Na và chư thiên đại chúng cùng mọi người trong thế gian đều không ai được khiêng thánh quan của Phật. Bấy giờ Thế Tôn cùng đại chúng chư thiên liền cầm lọng lớn bằng 7 báu, đài báu có 4 trụ, 4 mặt trang nghiêm bằng chuỗi ngọc 7 báu, từ trên không trung bay theo che thánh quan Phật, lại dùng vô số hương hoa cờ phướn chuỗi ngọc âm nhạc đủ các màu sắc rực rỡ xen lẫn để cúng dường từ trên không trung. Lần lượt chư thiên 6 cõi trời thuộc dục giới, cao nhất là chư thiên cõi trời tha hóa tự tại, và các vị chư thiên thuộc các cõi trời sắc giới đều cúng dường thánh quan, còn nhiều hơn cả Đế Thích. Tất cả đều bay theo che thánh quan của Phật và giải xuống những phẩm vật cúng dường. Lúc ấy tất cả nhân dân trong thành Câu Thi Na nhìn thấy thánh quan của Phật bay lơ lửng trên hư không thì đấm ngực kêu khóc lớn, nghẹn ngào sầu não. Bấy giờ tất cả chư thiên và người ta
cùng tung ra rất nhiều các thứ ngọc trai quý, bảy món báu, cùng với hương hoa chuỗi ngọc xinh đẹp và đủ màu xen lẫn nhau, nhiều như mây bay choắn đầy khắp mặt đất và hư không. Tất cả đều khóc thương thảm thiết, tuôn lệ như mưa, cùng cúng dường linh quan thất bảo của Như Lai, đồng thanh khóc than rằng: khổ thay, chúng con vô phước, muốn khiêng thánh quan của Phật mà rốt cùng chẳng được, nay chúng con bơ vơ, không còn có Phật, nào có chút cát lành gì. Lúc ấy, kim quan của Đại Thánh Thế Tôn lơ lửng trên không trung, từ giữa rừng Sa La chậm chận bay vào thành Câu Thi Na, theo cửa thành phía Tây. Trong thành Câu Thi Na, tất cả nhân dân nam nữ, cùng vô số Bồ Tát, Thanh Văn, trời người và đại chúng đông đảo choán đầy khắp cả mặt đất và không trung, cùng đi theo linh quan của Đại Thánh Như Lai. Nắm tay nhau kêu gào khóc lóc, đấm ngực than thở nghẹn ngào rơi lệ. Tất cả đều mang theo vô số hương hoa, cờ báu phướn lọng choán đầy khắp mặt đất và hư không, khóc thương thảm thiết, than thở bi ai, cung kính dâng lên cúng dường linh quan Như Lai. Thành Câu Thi Na này mỗi phía đều rộng ngang dọc 48 do tuần. Lúc ấy kim quan thất bảo của Như Lai từ từ bay lên không trung, sau khi vào cửa thành phía Tây lại theo cửa thành phía Đông mà ra, tiếp đó vẫn bay trên không trung, quanh về bên phải để theo cửa thành phía Nam mà vào, sau đó tiếp tục bay trên không trung đến cửa thành phía Bắc mà ra, tiếp đó vẫn bay trên không trung quay về bên trái để theo cửa thành phía Tây mà vào. Lần lượt như vậy, thánh quan Như Lai bay quanh khắp thành đủ 3 vòng. Sau đó kim quan từ từ bay trên không trung lại vào nơi cửa thành phía Tây, bay tiếp đến cửa thành phía Đông mà ra, từ đó quay về bên trái để vào cửa thành phía Bắc, rồi dần dần bay đến cửa thành phía Nam mà ra, lại quay về bên phải để vào nơi cửa thành phía Tây. Lần lượt như vậy, thánh quan Như Lai bay quanh khắp thành đủ 4 vòng. Như vậy, sau khi đã bay quanh thành Câu Thi Na theo cả hai chiều quanh về bên trái và bên phải, thánh quan Như Lai đã bay quanh khắp thành đủ 7 vòng. Lúc ấy, đang khi thánh quan thất bảo của Như Lai bay vào thành, tất cả đại chúng đều bi thương than khóc nghẹn ngào, mang đến vô số những gỗ thơm quý loại tốt nhất, cùng với chiên đàn trầm thủy, tất cả các loại hương thơm đẹp đẽ thánh khiết sông khắp thế giới, lại mang vô số cờ quý phướn lọng hương hoa chuỗi ngọc đến chỗ trà tỷ bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Bấy giờ bốn vị thiên vương và chư thiên chúng đều khóc thương thảm thiết, mắt lại đầm đìa, mang đến những chiên đàn trầm thủy quý giá nhất ở cõi trời, cả hai mặt trong ngoài đều thơm tho tinh khiết tỏa ra khắp nơi, mỗi vị đều đủ 500 khối lớn như bánh xe. Các vị mang tất cả hương quý, cờ báu lọng quý, chuỗi ngọc hoa đẹp đến chỗ trà tỷ bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Chư thiên ở cõi trời đau lợi mang đến mỗi vị 1.000 khối chiên đàn. Chư thiên ở cõi trời dạ ma mang đến mỗi vị 2.000 khối. Chư thiên ở cõi trời đâu xuất mang đến mỗi vị 3.000 khối. Chư thiên ở cõi trời hóa lạc mang đến mỗi vị 4.000 khối. Chư thiên ở cõi trời tha hóa tự tại mang đến mỗi vị 5.000 khối. Tất cả đều kèm theo với các thứ phướn hoa đều mang đến chỗ trà tỷ bi thương đau xót dâng lên cúng dường. Lúc ấy, chư thiên ở các cõi trời thuộc sắc giới và vô sắc giới chỉ đem theo hoa hương đến chỗ trà tỷ bị thương đau xót dâng lên cúng dường. Bấy giờ đại chúng trong khắp thế gian đều đem theo trên đàn trầm thủy các loại hương hoa cờ lọng tốt đẹp đến chỗ trà tỷ bị thương đau xót dâng lên cúng dường. Lúc ấy, ngài A Na Luật nước mắt giàn giụa đau xót khôn cùng, đi theo chư thiên và những người đến dự lễ mà xin các thứ hương thơm trên đàn trầm thủy được đủ số 6.000 khối thơm thọ tinh khiết tỏa hương ngào ngạt để mang đến chỗ trà tỷ bị thương đau xót dâng lên cúng dường. Thổ ấy có hồ A Nậu Đạt rất lớn, bốn mặt đều rộng ngang dọc đến 200 do tuần. Từ đó phát nguyện bốn con sông lớn, trong đó có sông Hằng. Khi Phật vừa thành đạo, ven bờ phía bắc sông Hằng có một cây trên đàn, cũng nhân dịp ấy mà sanh ra. Thân cây to lớn như bánh xe, cao ngang tầm 7 cây đa la, hương thơm thường tỏa khắp nơi cúng dường Như Lai. Vị thần cây gỗ thơm ấy cũng sanh ra cùng lúc với cây, thường mang hương thơm của cây đến cúng dường Phật. Phật vừa nhập niết bàn, cây trên đàn ấy cũng theo Phật mà diệt mất, cành lá khô rụng, vị thần cây cũng chết theo. Bấy giờ những vị thần khác liền mang cây gỗ thơm ấy đến chỗ trà tỷ bị thương đau xót dâng lên cúng dường Như Lai. Vùng đất này chính là nơi trà tỷ chư Phật trong ba đời
Đức Đại Giác Thế Tôn nương sức bổn nguyện nên cũng trà tỷ tại đây. Nơi này có vô số tháp báu của chư Phật trong quá khứ, là vùng đất kiên cố như kim cang không thể hư hoại. Lúc ấy kim quan của Đức Đại Thánh Như Lai chậm chậm bay trên không trung, hướng đến nơi trà tỷ, rồi từ trên không trung dần dần hạ xuống trên giường thất bảo. Giường ấy đã được trang nghiêm bởi mọi thứ chuỗi ngọc tốt đẹp, quý giá vô cùng, rực rỡ, đủ màu. Cho đến lúc này, tính ra đã trải qua 7 ngày. Kể từ lúc Phật nhập Niết Bàn, tất cả nhân dân nam nữ trong thành Câu Thi Na, vô số Bồ Tát Thanh Văn và chư thiên cõi trời Đao Lợi, cùng với tất cả đại chúng đều bi thương nghẹn ngào, cầm các thứ phưỡn, lọng, cờ báu, hương hoa, đi theo Thánh Quan Phật trong suốt 7 ngày ấy. Nhờ oai lực của Phật, tất cả chư thiên và mọi người, không một ai cảm thấy đói khát, không một ai nhớ nghĩ đến việc ăn uống, chỉ một lòng bi thương lưu luyến, ngưỡng mộ Như Lai mà thôi. 7 ngày đã trôi qua, theo phép tắc đã định thì di thể Đại Thánh Như Lai sẽ được đưa ra khỏi Thánh Quan. Lúc ấy, tất cả nhân dân nam nữ trong thành Câu Thi Na cùng vô số đại chúng lại lớn tiếng than khóc chấn động cả thế giới, cùng nhau mang vô số hương hoa cờ phướn, chỗ đến âm nhạc cõi trời, vi diệu, đến trước Thánh Quan Đức Phật, nghẹn ngào thảm thiết dâng lên cúng dường. Bấy giờ đại chúng bị thương đau đớn nghẹn ngào rơi lệ, mỗi người đều dùng lụa trắng mịn bọc kín quanh tay, rồi với lòng tôn kính sâu xa nhất, họ đưa tay vào kim quan, nhẹ nâng di thể Như Lai, vẫn còn chói sáng màu vàng ròng có sắc tía, đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, kiên cố như kim cang không thể hư hoại, đưa thánh thể Như Lai ra bên ngoài kim quan, đặt yên ổn trên giường thất bảo. Lúc ấy đại chúng càng thêm bi thiết, tiếng than khóc chấn động khắp cả thế giới Phật trong 10 phương, tất cả đều mang hương hoa lọng tre bằng lụa và chỗ lên âm nhạc hết lòng cúng dường, nghẹn ngào đau đớn, nhiều người ngã xuống hôn mê trước thân Như Lai. Đại chúng lúc này càng đau đớn thống thiết hơn nữa, ai nấy nước mắt giàn giụa, mang đến vô số các loại nước thơm hương bột nhão, hết lòng cung kính sâu xa mà cùng nhau tắm gội thân Như Lai từ đầu đến chân. Thần sắc Như Lai đến lúc này vẫn hiện bày đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, chói sáng màu vàng ròng có sắc tía, kiên cố như kim cang không thể hư hoại, được trang nghiêm bởi vô lượng phước đức và trí tuệ. Sau đó mọi người lại dùng nước thơm rửa thật sạch kim quan, mọi việc đã xong. Đại chúng lại lớn tiếng than khóc bi thương nghẹn ngào, cùng nhau đốt lên những loại hương thơm quý giá tốt đẹp nhất, rồi giải hoa thất bảo cùng vô số cờ phướn lọng tre quý báu đẩy khắp cả mặt đất và không trung, bi thương đau xót dâng lên cúng dường Như Lai. Lúc ấy đại chúng chưa hết bi thương nghẹn ngào, nén lòng dùng vô số hoa đâu la mềm mịn đặt khắp quanh thân kim cang của Phật từ đầu đến chân. Sau đó người ta dùng 1.000 tấm lụa trắng tốt nhất, quý giá vô cùng, quấn nhiều vòng quanh thân Như Lai, bên ngoài lớp hoa đâu la. Lúc bọc kín thân Phật như vậy rồi, đại chúng càng thêm bi thương than khóc, nhiều người ngất xỉu. Rồi tất cả lại cùng nhau mang hương hoa, phướn lọng cờ báu, chỗ lên các thứ âm nhạc, nghẹn ngào đau xót, dâng lên cúng dường Như Lai. Đại chúng buồn thương khôn dứt, mắt lệ hoen mờ, lại đem hết lòng cung kính sâu xa nhất mà dùng lụa trắng bọc quanh tay, rồi đau đớn nâng nhẹ thân Như Lai đưa lại vào kim quan. Sau đó mọi người chế đầy dầu thơm vào trong kim quan, nắp quan liền tự nhiên đóng kín lại. Lúc ấy đại chúng càng thêm bi thiết, tiếng than khóc chấn động khắp thế giới, tất cả lại mang hương hoa phướn lọng và chỗ lên âm nhạc, đau đớn than khóc nghẹn ngào dâng lên cúng dường kim quan Như Lai. Bấy giờ đại chúng gom hết các loại gỗ thơm tốt đẹp do chư thiền và mọi người mang đến, chất cao thành đống như núi Tu Di, hương thơm từ đó tỏa lan ra khắp thế giới. Những gỗ thơm ấy được xếp kín chất chồng lên nhau thành một lầu cao rất lớn, toàn bằng gỗ thơm. Bốn mặt lầu ấy được trang nghiêm bằng 7 món báu và cờ lọng phướn, chuỗi ngọc đủ màu xen lẫn để kín trong không trung như mây cuộn, làm cho cảnh lầu càng thêm rực rỡ. Âm nhạc của cõi người và cõi trời lại cùng lúc trỗi lên, bi thương đau xót, cúng dường Như Lai. Lúc ấy đại chúng gồm chư thiên và loài người sắp sửa nhất kim quan để đặt lên lầu hương, lại sanh lòng bi thương thống thiết, đấm ngực than khóc chấn động cả thế giới đại thiên. Rồi tất cả lại mang cờ lọng hương hoa, chỗ lên âm nhạc cõi trời, bi thương đau xót, cúng dường Như Lai. Đại chúng khi ấy cố nén bi thương, đau đớn, đem lòng tôn kính sâu xa nhất, mà dùng lụa trắng quấn quanh tay, rồi cùng nhau nâng kim quan Đại Thánh Như Lai, đặt lên trên lầu gỗ thơm trang nghiêm. Tất cả lại than khóc lớn tiếng, mê ngất đi từng chập, rồi cùng nhau than thở rằng,
khổ thay, cớ sao chúng ta giờ đây phải bơ vơ không nơi nương dựa, bi thương thảm thiết, lệ rơi chan hòa. Tất cả lại cùng nhau tung giải các loại hoa, hương, rồi cầm cờ báu phướn lọng, rực rỡ đủ màu, trỗi lên các thứ âm nhạc, bi thương đau xót, dâng lên cúng dường Như Lai. Lúc ấy, kim quan của Như Lai Đại Thánh đã được đặt lên trên đầu cao bằng gỗ thơm, đại chúng sắp sửa nổi lửa trà tỳ di thể Như Lai. Bấy giờ tiếng than khóc trong đại chúng lại càng lớn hơn, kinh động cả thế giới đại thiên. Mọi người càng đem lòng kính trọng sâu xa và bi thương thống thiết, cúng dường trước kim quan đại thánh và lầu cao bằng gỗ thơm ấy. Bấy giờ tất cả đại chúng đều buồn thương thảm thiết, mắt lệ tuôn tràn. Mỗi người cầm một ngọn đuốc thơm thất bảo, lớn như bánh xe, ánh sáng rực rỡ, chiếu khắp thế giới, cùng lúc khóc giống lên tiếng lớn và châm lửa, đốt lầu gỗ thơm. Tiếng than khóc bi thương chấn động khắp cả thế giới đại thiên, rồi lại mang hương hoa dâng lên đầy khắp mọi chỗ để cúng dường. Khi ấy những ngọn đuốc quý vừa chạm đến chỗ lầu gỗ thơm bỗng dưng tắt hết. Bấy giờ tất cả đại chúng lại mang đến những ngọn đuốc thất bảo lớn nhất, ánh sáng chiếu khắp nơi, rồi họ bi thương rơi lệ, cùng châm những đuốc ấy vào lầu gỗ thơm, nhưng tất cả những ngọn đuốc cũng đều tắt cả. Lúc ấy tất cả các vị thần biển liền mang đến thứ lửa trong biển của họ, đốt thành những ngọn đuốc lớn thất bảo, chiếu ra vô số ánh sáng, đều châm vào lầu gỗ thơm, nhưng cũng đều tắt cả. Bấy giờ đại chúng chỉ còn biết than khóc hồi lâu, quay sang lo việc cúng dường, vì không ai hiểu được do nhân duyên nào chưa dứt khiến cho khi châm lửa vào lầu gỗ thơm để trả tỷ Như Lai, lửa lại không thể cháy. Thật ra đó là do lòng đại bi của Đức Thế Tôn trải khắp, nên đợi cho chúng tăng cùng đi với Ngài Đại Ca Diếp về đến nơi mới cho lửa cháy. Lúc ấy Đại Ca Diếp cùng 500 tỷ kheo đệ tử đang ở tại núi Kỳ Xà Quận, cách thành Câu Thi Na 50 do tuần, thân tâm vắng lặng an nhiên, Ngài nhập chánh định. Trong chánh định, thình lình Ngài bỗng thấy trong tâm kinh động, toàn thân run rẩy. Ngài liền xuất định, nhìn thấy núi non đất đai đều chấn động, biết rằng Đức Như Lai đã nhập Niết Bàn. Ngài liền bảo các đệ tử: Đức Đại Sư Thế Tôn của chúng ta nhập Niết Bàn đã trải qua 7 ngày, hiện thánh thể đưa vào kim quan rồi. Khổ thay, chúng ta phải mau mau đến chỗ Như Lai, e rằng nếu để lễ trà tỷ đã xong thì không còn được nhìn thấy sắc thân chân thật thanh tịnh với 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của Phật. Vì lòng tôn kính Phật, Ngài Ca Diếp không dám dùng thần thông bay trên hư không để đến chỗ Như Lai. Ngài liền dẫn các đệ tử gấp rút theo đường bộ đi thật nhanh, trong lòng hết sức bi thương thống thiết, đi suốt 7 ngày mới đến thành Câu Thi Na. Nơi đầu đường phía đông của thành, Ngài gặp được một thầy Bà La Môn đang đi đến, tay cầm một cành hoa trời. Ngài Ca Diếp liền hỏi: Ông từ đâu đến đây? Người ấy đáp: Đức Phật đã nhập Niết Bàn, tôi từ chỗ Trà Tỳ đi lại đây. Ngài Ca Diếp lại hỏi: Đó là hoa gì vậy? Đáp: Đây là hoa cõi trời, tôi nhặt được ở chỗ Trà Tỳ. Ngài Ca Diếp hỏi xin cành hoa nhưng người kia từ chối: Không được, tôi định mang hoa này về cho những người thân trong nhà xem rồi cúng dường trong nhà. Ngài Ca Diếp liền hỏi mượn tạm cành hoa ở chỗ Trà Tỳ ấy, đặt lên trên đầu tưởng nhớ đến Như Lai. Ngay khi ấy Ngài liền ngất xỉu, ngã xuống đất hôn mê. Hồi lâu mới tỉnh dậy, nghẹn ngào không nói ra được lời nào. Rồi Ngài tự nghĩ, nay ta ở nơi đây mà đau thương khóc lóc cũng chẳng ích gì, không thể được nhìn thấy sắc thân Như Lai chói sáng màu vàng ròng có sắc tía với 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp. Ngài liền cùng các đệ tử nhanh chân tiến bước thẳng vào thành Câu Thi Na, theo cửa thành phía bắc. Vào thành rồi, Ngài liền ghé vào một tăng phường, thấy có một số tỷ kheo đang tụ tập. Họ bảo Ngài Ca Diếp: Các ông từ xa đến đây chắc là mệt nhọc lắm, xin ngồi nghỉ trong chốc lát chờ ăn uống. Ngài Ca Diếp đáp: Bậc đại sư của tôi đã nhập Niết Bàn, tôi còn lòng dạ nào ngồi đây chờ ăn uống. Các tỳ kheo liền hỏi: Thầy của ông là ai? Ngài Ca Diếp đáp: Các ông chẳng biết gì sao, thật bi thương đau đớn thay, Đấng Đại Giác Thế Tôn nay đã nhập Niết Bàn. Những tỳ kheo kia nghe như vậy rồi đều tỏ vẻ mừng vui, nói rằng: Thật vui sướng thay, khi Như Lai còn tại thế thường ngăn cấm chúng tôi đủ điều, giới luật quá nghiêm khắc, chúng ta thật không chịu đựng nổi, không thể làm theo. Nay ông ấy đã nhập Niết Bàn, những giới luật nghiêm khắc kia ắt sẽ phải bỏ đi thôi. Các ông hãy thư thả chờ ăn uống, có chi phải vội. Do oai lực của Phật nên chư thiên và các đệ tử của Ngài Ca Diếp đều không nghe được những lời đáng xấu hổ của các tỳ kheo xấu ác ấy, chỉ riêng Ngài Ca Diếp nghe rõ mà thôi. Ngài Ca Diếp rơi lệ thảm thương liền lập tức dẫn các đệ tử của mình vội vàng đi đến chỗ Trà Tỳ thân Phật.
Lúc ấy, Ngài Ca Diếp với các đệ tử cùng suy nghĩ rằng, chúng ta phải làm sao có những phẩm vật cúng dường để mang đến chỗ trà tỳ thân Phật mà cúng dường Như Lai. Ngài Ca Diếp lại nghĩ, ta vốn sanh trưởng tại thành này, nếu đi xin các phẩm vật cúng dường chắc là có thể được. Ngài liền cùng các đệ tử vào trong thành, tuần tự đi xin khắp các nhà, được đủ 1.000 tấm lụa trắng tốt, vô số hoa đâu la mềm mịn, vô số các loại hoa quý, hương bột nhã, hương nước, hương dầu, cờ báu, phướn lọng, chuỗi ngọc, đủ màu rực rỡ, mọi thứ đều đầy đủ. Sau đó Ngài Ca Diếp và các đệ tử cùng bi thương đau xót mang tất cả những phẩm vật ấy, nhanh chân đi ra khỏi thành theo cửa phía tây. Bấy giờ Ngài Ca Diếp nghe được tiếng khóc than bi thảm của tất cả đại chúng từ nơi làm lễ trà tỳ, lại nghe họ cùng nhau hỏi đế thích rằng, cúng dường đã xong, làm sao có thể nổi lửa đốt lầu gỗ thơm này để trà tỳ Như Lai? Đế thích đáp, đại chúng hãy đợi trong chốc lát, tôn giả Maha Ca Diếp sắp đến đây rồi. Đế thích chưa dứt lời thì tất cả đại chúng đang trong cơn bi thương ấy liền nhìn thấy Ngài Ca Diếp cùng với các đệ tử trên đường bước đến dáng vẻ bi thảm. Đại chúng liền nén sự bi thương, rẽ đường cho Ngài Ca Diếp và các đệ tử đi vào. Vừa bước tới trước, trông thấy thánh quan của Phật từ xa, Ngài Ca Diếp liền cùng các vị đệ tử đồng thời lễ bái, than khóc nghẹn ngào, rồi ngã lăn xuống đất mê man bất tỉnh, tinh thần tối tăm rối loạn, hồi lâu mới tỉnh, lệ tuôn không dứt. Ngài Ca Diếp khi ấy chậm chậm tiến về phía thánh quan của Phật, hỏi đại chúng rằng, làm sao để có thể mở nắp kim quan của đại thánh? Đại chúng đáp, Phật nhập Niết Bàn đã 2 tuần rồi, e rằng thánh thể đã hư hoại, làm sao có thể mở ra? Ngài Ca Diếp nói, thân Như Lai kiên cố như kim cang, là thường lạc ngã tịnh, không thể hư hoại. Hương thơm giới đức của Ngài lan tỏa khắp nơi như núi chiên đàn thơm ngát, làm sao có thể hư hoại? Ngài Ca Diếp nói xong lời ấy, thì nước mắt giàn giụa, tiến bước đến chỗ thánh quan của Phật. Bấy giờ lòng đại bi của Như Lai bình đẳng đối với tất cả chúng sanh, liền vì Ngài Ca Diếp mà tự nhiên mở nắp thánh quan, cả ngàn tấm lụa trắng và hoa đâu la quanh thân Phật cũng tức thời tháo mở, hiện bày sắc thân chân thật kiên cố, chói sáng màu vàng ròng có sắc tía, với đủ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Ngài Ca Diếp cùng các đệ tử nhìn thấy như vậy rồi, thì bi thương đau đớn, ngã xuống đất hôn mê, hồi lâu mới tỉnh lại, nghẹn ngào không nói được thành lời, nước mắt giàn giụa. Rồi Ngài cùng với các đệ tử chậm chậm tiến lên lầu gỗ thơm, đến sát bên thánh quan của Phật, lại nghẹn ngào tức tuổi, than khóc bi thảm, mang ra tất cả những phẩm vật đã xin được, như hương hoa, phướn, lọng, cờ báu, chuỗi ngọc, rồi khóc than đau đớn mà dâng lên cúng dường. Sau đó, Ngài Ca Diếp cùng các đệ tử lại dùng các loại hương bột nhão, nước thơm để tắm gội sắc thân chói sáng màu vàng ròng của Như Lai, rồi đốt hương thơm, giải hoa, bi thương than khóc, dâng lên cúng dường. Tắm gội sắc thân Như Lai rồi, Ngài Ca Diếp cùng với các đệ tử liền mang ra số hoa đầu là mềm mịn nhất đã xin được, đặt quanh sắc thân màu vàng ròng có sắc tía của Như Lai, sau đó lại dùng những hoa đầu là cũ đắp thêm quanh số hoa đầu là mới, sau đó dùng 1.000 tấm lụa trắng đã xin được tuần tự quấn thành nhiều lớp bên ngoài, khắp quanh thân Như Lai, quấn như vậy rồi, lại dùng số lụa cũ để tuần tự quấn thêm nhiều lớp bên ngoài, các lớp lụa mới, việc quấn lụa như thế vừa xong, nắp thánh quan liền tự nhiên đóng kín lại, mọi người lại dùng những chuỗi ngọc bằng thất bảo để trang nghiêm bên ngoài. Lúc ấy Ngài Ca Diếp càng thêm bi thương đau xót cùng các đệ tử đi nhiễu quanh thánh quan Đức Phật theo chiều bên phải 7 vòng, rồi mắt lại rưng rưng, Ngài quỳ mọp xuống chắp tay đọc kệ than thở rằng, đớn đau thay đại thánh Chí Tôn, con nay khổ não đáng cay lòng, Thế Tôn sao vội sớm nhập diệt, chẳng dù lòng từ nán đợi con, con nhập thiền định trong núi quật, quán khắp mọi nơi không Như Lai, rồi lại thấy Phật đã niết bàn, hốt nhiên tâm thần con rúng động, bỗng thấy mây đen phủ thế gian, đất đai núi non đồng chấn động, con biết Như Lai đã niết bàn, vội đến vẫn không kịp gặp Phật, Thế Tôn đại từ nỡ quên sao, khiến con chẳng thấy Phật niết bàn, chẳng được nghe lời vàng dạy bảo, bơ vơ còn biết dựa vào đâu, Thế Tôn ơi, con quá đớn đau, tâm tình rối loạn như mê muội, này con kính lễ đầu Thế Tôn và kính lễ đến ngực Như Lai, lại kính lễ cả tay đại thánh, đau thương cúi lễ lưng Như Lai, và kính lễ đến rốn Như Lai, chí thành kính lễ đến chân Phật, khổ sao không thấy Phật niết bàn, nguyện Phật hiển bày nơi con lễ, Như Lai ở đời thảy thảy vui, nay nhập niết bàn người người khổ, đớn đau thay, khổ não lớn thay,
xin đại bi hiện nơi con lễ. Sau khi ngài Ca Diếp bị thương nghẹn ngào đọc kệ như vậy rồi, Đức Thế Tôn vì lòng đại bi liền hiển bày hai chân, mỗi bàn chân có tướng bánh xe đủ ngàn nan hoa, tự nhiên đưa ra khỏi thánh quan hướng về phía ngài Ca Diếp. Từ nơi tướng bánh xe ngàn nan hoa ấy phóng ra ngàn đạo hào quang chiếu sáng khắp tất cả thế giới trong mười phương. Lúc ấy ngài Ca Diếp và các đệ tử nhìn thấy chân Phật, đồng thời lễ bái tướng bánh xe ngàn nan hoa, rồi ngay khi ấy liền ngã lăn xuống đất hôn mê, hồi lâu mới tỉnh lại. Rồi ngài và các đệ tử cùng nhau than khóc nghẹn ngào, bi thương đau xót, đi quanh thánh quan bảy vòng theo chiều bên tay phải. Đi quanh bảy vòng rồi lại cúi lễ chân Phật, than khóc bi ai, chấn động cả thế giới. Sau đó vẫn không nén được sự đau thương, ngài nghẹn ngào đọc kệ, tán thán chân Phật. Như Lai tầm đại bi rốt ráo, ánh tử soi khắp không phân biệt. Chúng sanh trí thành tất ứng hiện, cho con được thấy tướng hai chân. Này con hết lòng cung kính lễ hai chân Phật với tướng bánh xe. Từ bánh xe ấy phóng hào quang soi khắp mười phương các cõi Phật. Này con quy y cúi đầu lễ tướng bánh xe quý chiếu hào quang. Chúng sanh thấy hào quang thoát khổ, ba ác tám nạn đều lìa xa. Còn lại quy y cúi đầu lễ hào quang cứu độ các đường ác. Thế Tôn vô số kiếp thuở xưa vì chúng con tu mọi khổ hạnh, này đã thành tựu thân kim cang, từ bản chân phóng ngàn tia sáng. Buồn thương cung kính xin cúi lễ tướng bánh xe quý đời được yên. Phật tu công đức vì chúng sanh, dưới cội bồ đề trị bốn ma, trị bốn ma rồi thu ngoại đạo, nhờ đó chúng sanh được chánh kiến. Cung kính quy y cúi đầu lễ hào quang chân Phật soi chánh kiến. Phật là cha lành khắp tất cả, chân phóng hào quang độ chúng sanh. Còn lại quy y cúi đầu lễ bình đẳng thoát khổ chân phóng quang. Con được hào quang chân Phật chiếu, buồn vui lẫn lộn thương cảm thay. Còn lại bi thương cúi đầu lễ cảm thay tướng quý bánh xe sáng, cúi đầu quy y hào quang chân giáo pháp rốt ráo thoát ba cõi. Kính lễ chân Phật trời người nương, hào quang chiếu khắp ba cõi khổ. Chúng sanh chưa bước ra cửa khổ, thảy đều nương theo hào quang chân. Chúng con chưa ra khỏi luân hồi, làm sao chân Phật nỡ buông bỏ. Đau đớn thay tất cả chúng sanh, đêm dài không thấy hào quang chân. Sám hối với Thế Tôn từ bi, hiển bày chân quý tòa hào quang. Thương thay nay gặp hào quang này, biết đến bao giờ được thấy nữa. Lúc ấy ngài Ca Diếp cùng các đệ tử đọc kệ ấy rồi lại ngã xuống đất hôn mê lần nữa, hồi lâu mới dần dần tỉnh lại. Đau đớn nghẹn ngào không sao tự chế. Khi ấy hai chân kim cang có tướng bánh xe ngàn nan hoa của đấng đại giác Thế Tôn tự nhiên rút trở vào thánh quan, tất cả lại đóng kín như cũ.